Thực tế thì laser chính là một trong số các phương pháp giúp bạn có thể xử lý các tình trạng sắc tố nói chung ở trên làn da. Tuy nhiên thì theo nghiên cứu này, laser lại không phải là liệu pháp đầu tay, mà cái liệu pháp đầu tay giúp chúng ta xử lý các tình trạng này đó chính là bôi thoa. Xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hương để chăm sóc da khoa học tại nhà. Và trong video ngày hôm nay, Hương sẽ chia sẻ đến bạn 5 sai lầm khi bạn điều trị nám da tàn nhang, khiến tình trạng nám của bạn không những không hề có tiến triển, thậm chí một số làn da còn tái phát vô cùng nhanh chóng. Và Hương nghĩ rằng cái video ngày hôm nay sẽ rất hữu ích cho những bạn nào đó mà chúng ta đang có tình trạng nám da tàn nhang và bạn mong muốn tìm một phương pháp nào đó để điều trị. Thứ hai là những bạn nào đó đang trong quá trình điều trị nhưng mình thấy rằng là quá trình điều trị của mình nó không hề có tiến triển. Tuy nhiên, trước khi bước vào phần chính của video ngày hôm nay, Hương rất mong rằng bạn sẽ dành một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới để hàng ngày chúng ta có thể được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Quay trở lại với chủ đề chính của video ngày hôm nay, tình trạng nám da và tàn nhang là một vấn đề gặp phải ở khá nhiều phụ nữ Việt Nam. Và chính điều này sẽ khiến bạn trông cảm giác bị già nua đi hơn, cảm giác bị mất tự tin hơn. Một số bạn còn cảm giác là rất là bị stress trong cuộc sống. Hương biết rằng bạn đã bỏ rất là nhiều tiền bạc cũng như thời gian để điều trị nám da và tàn nhang. Nhưng có rất nhiều bạn nhận lại là gì? Thứ nhất là tình trạng bị rộ ngược sắc tố, tức là da bị đen sạm hơn trước khi bạn sử dụng các cái liệu pháp đó. Thứ hai là bạn thậm chí còn bị mất sắc tố, và điều này thì rất khó để có thể cứu vãn cái làn da của bạn. Vậy thì bạn hãy điểm qua trong 5 cái sai lầm ngày hôm nay, bạn mắc phải mấy sai lầm nha. Chúng ta cùng bước vào sai lầm đầu tiên là tin vào những cái lời hứa rằng điều trị nám có thể hết vĩnh viễn 100%. Hương thấy rằng hiện nay có rất là nhiều các cơ sở họ quảng cáo rằng là cam kết điều trị nám vĩnh viễn 100%, hết và không tái phát trở lại. Bạn biết không, trong tất cả các nghiên cứu ở trên thế giới hiện nay, các tiến sĩ, các bác sĩ, các chuyên gia da liễu đầu ngành đã đưa ra rằng nám da là một căn bệnh mãn tính và chúng hoàn toàn không thể nào hết được 100%, tỷ lệ tái phát vô cùng cao và khả năng tái phát vô cùng nhiều. Bởi vì trong cái video phía trước Hương đã chia sẻ đến bạn, cái tình trạng nám da nó xảy ra không phải là do một yếu tố tác động mà chúng bao gồm rất là nhiều yếu tố, có thể là do cái nguyên nhân ở phía bên trong của bạn, cũng có thể là do nguyên nhân ở phía bên ngoài của bạn. Vì vậy, qua video ngày hôm nay, Hương mong muốn rằng thứ nhất là khi điều trị nám da, bạn đừng tin vào những cái lời hứa như thế. Và thứ hai, cái kỳ vọng trong quá trình điều trị nám da của bạn, để tránh rằng bạn điều trị nám trong cái tình trạng rất là stress. Thì khi chúng ta điều trị nám da tàn nhang, chúng ta đạt được khoảng tầm 40-50%, đó là cái sự thành công rồi. Và việc tiếp theo của bạn đó chính là sẽ duy trì cái trạng thái ổn định đó và chăm sóc làm sao để tránh tái phát trở lại, khiến da của bạn có thể sáng hơn này, khỏe hơn và chống lão hóa hơn. Sai lầm số 2, trị nám da và tàn nhang bắt buộc phải bong chóc thì mới có kết quả. Nếu bạn đã xem video phía trước là 4 cái bước để giúp trị nám da tàn nhang tại nhà, Thương có nói rằng là một trong số 4 bước đó chính là chúng ta sẽ lấy đi sắc tố ở trên bề mặt da. Và cách lấy đi sắc tố, bạn có thể là peel da có thể là bong nhẹ hoặc là bong ít này. Thứ hai, bạn có thể dùng các cái sản phẩm tẩy tế bào chết như là AHA hoặc là BHA. Thì tất nhiên là nếu chúng ta có làm bong cái vùng da ở trên cái tầng thượng bì của chúng ta, thì cái việc loại bỏ các cái đốm nâu, các tình trạng nám da tàn nhang sẽ tiến triển nhanh hơn. Tuy nhiên thì hiện nay có rất là nhiều các cái phương pháp trá hình, ví dụ như là dùng các sản phẩm rượu thuốc này, kem trộn này, khiến da của bạn lột tẩy rất là nhiều. Và cái việc lột tẩy này nó không tuân theo cái chu kỳ của làn da, theo cái sự đổi mới của làn da. Và khi bạn mới lột tẩy xong như vậy thì cái lớp da ở bên trong có vẻ là cảm giác sáng hơn. Nhưng cái lớp da này khi lột tẩy nhiều quá như vậy, nó sẽ khiến da của bạn bị hư hại cái hàng rào bảo vệ da. Cái sau đó bạn nhận được đó chính là một cái làn da mỏng này, yếu này, vô cùng dễ kích ứng. Thậm chí một số bạn còn nhận lại được là một cái làn da bị nổi mao mạch rất là nhiều. Vì vậy, tất cả các cái phương pháp bạn đưa lên trên da, bạn hãy tìm hiểu xem đó có phải là một phương pháp khoa học đã được nghiên cứu hay không, và đó có phù hợp với cái tình trạng da của bạn hay không. Và nếu bạn đang mong muốn rằng sẽ biết được cái làn da của mình phù hợp với cái liệu pháp peel da nào, thì bạn có thể comment ở phía dưới cái vấn đề của da bạn, Hương sẽ hướng dẫn bạn được kỹ hơn. Sai lầm số 3, trị nám da tàn nhang bắt buộc phải sử dụng liệu pháp laser. Thực tế thì laser chính là một trong số các phương pháp giúp bạn có thể xử lý các tình trạng sắc tố nói chung ở trên làn da. Tuy nhiên thì theo nghiên cứu này, laser lại không phải là liệu pháp đầu tay, mà cái liệu pháp đầu tay giúp chúng ta xử lý các tình trạng này đó chính là bôi thoa. Khi mà bạn có điều kiện hơn, bạn mong muốn kết hợp giữa các cái phương pháp khác nhau thì tất nhiên rằng nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên là laser này thì trước khi laser, bạn cũng sẽ cần phải bôi thoa để cho da của mình nó săn chắc hơn, nó khỏe hơn.
ức chế được một phần sắc tố thì sau đó bạn laser nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Và sau một cái liệu trình laser dài như vậy thì da của bạn không phải là hết tình trạng sạm nám 100%, mà sau đó bạn cần phải bôi thoa để có thể duy trì cái sự ổn định đó của làn da. Vì vậy trước khi mà bạn muốn sử dụng laser thì điều đầu tiên bạn hãy bôi thoa trên làn da đã. Hãy tham khảo 4 bước bạn có thể chăm sóc tình trạng sạm nám da tại nhà ở cái video trước mà Hương đã chia sẻ. Điều thứ hai, nếu bạn thực sự mong muốn laser để cải thiện hơn vấn đề của da bạn thì thứ nhất là bạn cần phải lựa chọn một cơ sở uy tín. Bởi vì cái laser này, chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu xem là ai là người được laser cho bạn, chứ không phải là một kỹ thuật viên bình thường có thể bắn laser lên trên da của bạn. Nó rất dễ có thể khiến da của bạn bị tổn thương, thậm chí là để lại cái sẹo lõm vĩnh viễn ở trên da của bạn. Thứ hai là cái loại máy bạn được laser là gì. Có những dòng máy nó rất là rẻ tiền, chỉ tầm vài chục triệu thôi, nhưng có những dòng máy lên đến tầm khoảng vài tỷ. Thì hai điều này nó hoàn toàn khác nhau. Sai lầm số 4 là bạn không sử dụng kem chống nắng. Và Hương thấy rằng điều này gặp rất là nhiều ở các chị tầm độ tuổi 40 hay 50. Khi các chị nhắn tin cho Hương để mong muốn rằng điều trị các vấn đề nám da hay tàn nhang, thế các chị thường hỏi là bán cho chị một cái lọ kem hay lọ serum nào đó để hút nám, để hủy nám, để ức chế cái tình trạng nám da của chị. Và trong chu trình của chị thì không dùng các sản phẩm kem chống nắng. Nếu bạn đã xem cái video phía trước là những cái nguyên nhân gây ra tình trạng sạm nám da hay tàn nhang, thì việc UV, ánh nắng mặt trời, đó chiếm khoảng tầm 80% nguyên nhân gây ra tình trạng sạm nám da. Và trong cái phác đồ điều trị tình trạng nám da hay tàn nhang thì chúng ta cần phải tuân theo cái quy tắc. Thứ nhất là chúng ta sẽ loại bỏ đi những cái sắc tố ở trên bề mặt da. Nhưng thứ hai quan trọng hơn là chúng ta sẽ không cho những sắc tố mới được sinh ra. Vì vậy nếu như bạn có sử dụng các sản phẩm serum hay kem dưỡng đắt tiền đến đâu đi chăng nữa để ức chế mà bạn không có bôi thoa kem chống nắng thì mọi thứ nó đều trở nên vô nghĩa. Vì vậy với các chị tầm độ tuổi U40 hay là U50, nếu chưa biết skincare như thế nào cả thì điều đầu tiên Hương hướng dẫn các chị không phải là bôi thoa các loại serum làm trắng da nào cả, mà sẽ hướng dẫn các chị là dùng lại kem chống nắng như thế nào, bôi thoa kem chống nắng đúng, đủ và đều như thế nào, cách bôi lại kem chống nắng như thế nào. Nếu các chị còn chưa biết cách sử dụng và bôi kem chống nắng, mình có thể kích vào link ở phía trên để hướng dẫn chi tiết cách bôi kem chống nắng nha. Và sai lầm số 5, Hương thấy rằng đây cũng là sai lầm có rất nhiều các bạn mắc phải. Chúng ta sử dụng các cái sản phẩm mỹ phẩm một cách quá đà. Hiện nay cái việc chúng ta mua mỹ phẩm, thậm chí là dược mỹ phẩm nó rất là dễ dàng. Và chúng ta tự trở thành những người điều trị, chuyên gia hay bác sĩ da liễu cho chính cái làn da của mình. Hương thấy rằng có rất là nhiều bạn dùng các sản phẩm rất là mạnh mẽ ở trên da. Ví dụ như kết hợp cái bộ đôi là tretinoin 0.05 này với cái hydroquinone khoảng tầm 4%. Và khi các bạn bôi thoa bằng cách không theo một cái chu trình như vậy, không theo tự thích ứng một cái làn da như vậy, thì thứ nhất này, da của bạn có thể bị tổn thương. Thứ hai là có thể gặp tình trạng là bị dội ngược sắc tố. Và thứ ba này, nó có thể khiến da của bạn bị mất sắc tố vĩnh viễn. Điều đơn giản mà cần hiểu rằng là những cái sản phẩm mang tính điều trị này, thứ nhất nó cần phải lựa chọn nồng độ phù hợp với da của bạn. Thứ hai, trong cả cái quá trình bạn sử dụng thì mỗi một cái làn da nó sẽ có sự hấp thu các sản phẩm khác nhau. Vì vậy chúng ta sẽ cần phải có một cái sự theo dõi. Và khi mà Hương hướng dẫn các chị chăm sóc da thì thông thường là khoảng tầm 1 tuần, 7 đến 10 ngày các chị sẽ cần phải chụp lại ảnh da để xem rằng da tiến triển như thế nào, thì sau đó mới đưa ra được chu trình mới. Và cái việc điều trị nám da nó không hề dễ dàng, chúng ta sẽ cần phải có cái sự kéo dài này tối thiểu là 4 đến 6 tháng thì da chúng ta mới đạt cái trạng thái ổn định được, thì sau đó chúng ta mới chuyển sang cái phác đồ gọi là duy trì. Vì vậy Hương mong muốn rằng các bạn không tự ý mình sử dụng các cái sản phẩm, nhất là những sản phẩm điều trị mạnh ở trên da của mình, để tránh rằng là chúng ta tiền mất tật mang nha. Và trên đây chính là 5 sai lầm khi chúng ta điều trị nám da tàn nhang mà chúng ta thấy rằng tình trạng nám của mình nó không hề tiến triển, thậm chí là tái phát rất nhanh. Vậy bạn hãy xem rằng mình mắc phải mấy sai lầm, và trong quá trình skincare bạn gặp bất kỳ điều gì khó khăn, hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.